đẻ đất dốc như này, đất đá hoai đã đẻ dốc như này, xét nhiều như này mà nhiều ông đi 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 xịt cỏ chết rồi. Tại công cái tập quán canh tác ngành người ngày xưa, anh biết vì sao người ta cứ kinh cỏ, tại vì ngày xưa ấy nó không có máy phát cỏ đúng không, xong rồi đi nhổ từng cái một, người ta sợ nó tiềm nhiễm. Mà đến bây giờ người ta rất là sợ cỏ, người ta đi xịt cỏ, nhưng người ta không hiểu là cái cỏ nó có rất là nhiều vai trò của nó. Nhiều ông nha không biết cái cách phát cỏ đâu, nên là anh có tin không, nếu mà phát cỏ không đúng nha, cái cách phát cỏ sai của anh nó cũng làm cho cái cây lá của anh nó bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng, thậm chí dày nó đánh te tua luôn đấy. Có nghĩa như nào, nhiều người đấy là cái cây lá nó mới non, có nghĩa là cây lá nó mới bắt đầu đi đấy, mà nó bắt đầu búp búp ấy, hoặc nó bắt đầu mới mở lá ra đấy, công đi công đẻ nó ra không phát cỏ là chết. Tại vì sao biết không, tại vì như thế này này, khi mà các anh phát cỏ đấy, đặc biệt là cái mùa nắng ấy, mà đất nó trống ấy, hoặc là đất sét như chỗ anh này này, mà công đẻ ra công phát cỏ nha, là bắt đầu là cái lý hóa tính trong đất nó thay đổi. Tại vì sao, nắng mặt trời nó chiếu trực tiếp vào đất này, cái hoàn đất của anh nó khô rang lên á, nó nóng bừng bừng á, thì bắt đầu là cái rễ rễ của cái cây, rễ rễ sao thì ngọn vậy, mà đây là ví dụ như là cái cây nó mới ra lá đấy, thì bắt đầu cái rễ non nó mới đi đúng không, mà ánh nắng trực tiếp nó chiếu trực tiếp vào đấy nó nóng, ôi giời, nó cháy rễ, cháy rễ là thì làm sao, thì đầy đánh lá nó yếu, thậm chí rụng luôn cả lá mà công không biết đấy. Công cứ đi mua thuốc về xịt thoải mái nhưng mà nó vẫn không quản lý được, thì đôi khi nó liên quan cái việc công phát cỏ. Vậy thì phát cỏ khi nào, phát cỏ khi lá nó đã phải già hoặc ít nhất nó phải lụa như này này đấy thì mới phát cỏ, chứ còn để đừng 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 cơi lá nó mới còn non mà công đi đi phát cỏ là công sai lầm đấy, nó thay đổi lý hóa tính của đất là chết đấy. Mà phát cỏ còn đỡ, nhà nhiều ông xịt cỏ thì mới gọi là ghê đấy, đặc biệt là đất dốc, mẹ đất dốc như này, đất đá hoai đã đẻ dốc như này, xét nhiều như này mà nhiều ông đi 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 xịt cỏ là chết rồi. Tại công cái tập quán canh tác ngành người ngày xưa, anh biết vì sao người ta cứ kinh cỏ, tại vì ngày xưa ấy nó không có máy phát cỏ đúng không, xong rồi đi nhổ từng cái một, người ta sợ nó tiềm nhiễm. Mà đến bây giờ người ta rất là sợ cỏ, người ta đi xịt cỏ, nhưng người ta không hiểu là cái cỏ nó có rất là nhiều vai trò của nó. Thứ nhất là nó che che phủ đất này đấy, nó tránh ánh nắng chỉ mặt trời chiếu trực trực tiếp vào đất, nó làm nóng đất. Thứ hai nữa đấy là nó tạo cái độ ẩm cho đất phù hợp để vi sinh vật ở dưới đất nó phát triển. Thứ ba nữa đó là cái rễ cỏ đấy nó đi sâu xuống dưới đất, nó giúp cái việc cải tạo đất của mình, nó đi đến đâu rễ cỏ nó đi đến đâu, nó làm xốp đất đến đấy. Mà tiếp theo là mỗi loại cỏ khác nhau nó lại chiêu dụ các loại vi sinh vật khác nhau đấy. Tiếp nữa đấy đó là nó chống cái việc rửa trôi, đặc biệt đất dốc này, mẹ anh xem này, đất của nhà anh đấy, đất đã hoai đã tẻ, trượt trượt xuống phát là bắt đầu là trôi người một phát xuống dưới kia luôn, vỡ cả đầu luôn. Thì bây giờ nếu mà anh không để cỏ đúng không, mùa mưa dầm này nó xói cho các anh thôi rồi luôn, em xin thưa các anh nha. Đấy mà phải để cỏ, đặc biệt mùa mưa dầm như này, và thậm chí các anh phát nha, các anh vẫn phải chừa cho em một khúc như này, đặc biệt là vào mùa nắng phải chừa lại một khúc để nó tránh 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 cái việc đất nó bị hốc hốc đất đấy. Mà cái cỏ nhiều người sợ nó ăn phân, nhưng không phải đâu nha, nó ăn của anh một ít phân đúng không, nhưng mà khi mà nó quang hợp đấy, nó sản xuất dinh dưỡng, thì dinh dưỡng nó đi vào các cái cây của nó này, anh phát xuống này và nó mục nó bón hết lại cho đất, thậm chí nó còn dôi ra cái phần dinh dưỡng. Tại vì mỗi cái cỏ này này nó có các cái diệp mục tố, nó như các cái nhà máy chế biến dinh dưỡng khác nhau đấy, nó hấp thụ carbonic đấy, nó hấp thụ nước ở dưới đất, nó qua ánh nắng mặt trời đấy, thiên nhiên nó rất kỳ diệu, nó tạo thành các cái cellulose này, và anh phát xuống ấy, thì nó lại phân giải thành phân trả lại cho đất, các anh chả mất đi đâu cả. Nên là khi mà các anh làm cái cây cái ăn trái, đặc biệt là cây sầu riêng, hoặc tất cả cây ăn trái khác, cây dài ngày khác, cỏ nó là bạn chứ nó không phải là kẻ thù. Còn cây ngắn ngày ấy, thì mình phải quản lý cỏ nó sát sao một chút. Tại vì sao, tại vì cái cỏ này đấy nó cạnh tranh dinh dưỡng là một phần này, với cây ngắn ngày nó cạnh tranh dinh dưỡng một phần này, chủ yếu nó cạnh tranh ánh sáng, tại vì nó cao quá thì nó cái cây ngắn ngày, cây rau củ ganh nó không thấy ánh sáng, thì ganh phải quản lý nó sát sao hơn. Còn cây sầu riêng hay là bưởi hay là cam quýt các kiểu ấy, cà phê rồi tiêu các kiểu ấy, cứ để cỏ thoải mái nó cao lên rồi phát đi đấy. Nhưng mà có một điều là như này, các anh để cỏ ấy, thì các anh phải làm sao ấy mà để cho sạch cái phần gốc này ra, cái phần cổ rễ này, cách cổ rễ khoảng tầm 20-30 phân, các anh làm sạch nó cho em để nó thoáng thoáng cái cổ rễ này thôi, nó đỡ bị nấm trong đây là được nha.